Ngày 2 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, số lượng bệnh nhân mới được phát hiện ở nhiều quận huyện gồm Gò Vấp 7, Thành phố Thủ Đức 1, Tân Bình 2, Quận 8 1, Quận 12 3, Bình Hành 6 và Bình Chánh 1. Ngoài ra, một trường hợp HCDC mới nhận kết quả từ phòng xét nghiệm, cơ quan này đang xác minh thông tin. Một số bệnh nhân mới, 17 người được xét nghiệm theo diện F1 một người tiếp xúc vào vòng 3 liên quan ổ dịch hội thánh. năm trường hợp còn lại đang được xác minh nguồn tiếp xúc. Theo công bố của Bộ Y tế, tính từ ngày 27 tháng 4 đến 6 giờ sáng nay, tổng số ca bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh là 227 người. Trong đó, ổ dịch liên quan hội thánh truyền giáo Phục Hưng có 219 ca. 20 trên 22 quận huyện của thành phố ghi nhận ca bệnh. Trong báo cáo về tình hình dịch bệnh tại địa phương gửi sáng ngày 2 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết, tính đến hết ngày 1 tháng 6, kết quả xét nghiệm tại địa phương ghi nhận thêm 154 trường hợp nhiễm sách COVID-2. Trong vòng 24 giờ, Bắc Giang ghi nhận thêm 154 ca nhiễm sách COVID-2, nâng tổng số ca bệnh lên trên 2.500.